Xin chào tất cả quý vị anh chị và các bạn nhé. Thì hôm nay em Quang tại salon ô tô số 1 Kinh Môn sẽ lên sóng một số cái mẫu xe BMW, một xe mẫu xe Mẹc hoặc là một mẫu những mẫu xe Nhật, xe Hàn, những cái mẫu xe mà có mặt tại cửa hàng salon ô tô số 1 Kinh Môn anh chị nhé. Đó, đầu tiên là hai chiếc BMW này, các bác nhìn này. Đấy, biển rất là đẹp luôn. Đấy, 34L6789 này, con này dành riêng cho bác nào ở Hải Dương nhá. Đấy, dành riêng cho bác nào ở Hải Dương, sang tên chính chủ giữ nguyên biển. Đó, BMW 320i sản xuất năm 2008 này, nhập khẩu nguyên chiếc của Đức này, động cơ 2.0. Đó, Mẹc E240 sản xuất năm 2004 anh chị nhá. 2004, tên tư nhân biển Hà Nội gốc Hà Nội này. Đấy, Mẹc C240 sản xuất năm 2004, đăng ký 2005 này. Tên tư nhân biển Hà Nội này. Đấy, Chevrolet Cruze sản xuất năm 2016, form mới, tên tư nhân biển thành phố Hồ Chí Minh. Và tiếp theo là Camry này, Camry 2.4 số sàn sản xuất năm 2003. Đó. Và tiếp theo là mẫu Mẹc C200. Đấy, C200 sản xuất năm 2008, động cơ 1.8 số tự động. Đấy chị nhá. C200. Đó. Tên tư nhân biển Hà Nội. Tiếp theo là chiếc E200 sản xuất năm 2008. Đấy, tên tư nhân biển Hà Nội này, động cơ 1.8 anh chị nhá. Và chiếc dừng con này đấy đi anh. E240 sản xuất năm 2002, biển Hải Phòng, biển 15 này. Đấy, con này là gốc Hà Nội anh chị nhá. Nên là về tên Hà Nội hoặc là về tên thành phố Hồ Chí Minh sẽ không bị mất 20 triệu tiền biển. E240. Con này là 220 triệu anh chị nhá. Thì sau đây em sẽ đi vào chi tiết tổng thành từng cái mẫu xe một mà em đang bày bán tại salon ô tô số 1 Kinh Môn này. Đấy, một số mẫu xe nhá, bên trong rất là nhiều để cho anh chị lựa chọn. Các bác cứ đến địa chỉ là phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương thì đến xem những cái mẫu xe mà hiện tại salon nhà bên em vẫn còn để phục vụ quý vị anh chị và các bạn anh chị nhá. Đó, đầu tiên là chiếc BMW này. BMW đấy, biển rất là đẹp luôn, 34L6789 này, với tông màu xanh đen, 4 đèn bi xê lông, 6 đèn bi xê lông đàng hoàng. Một con này máy số cực chất luôn, gầm bệ là lên rất là nhiều đồ, rất là đẹp. Đấy, biển 34L6789 thì bác nào ở thành phố Hải Dương ấy, bác nào ở thành phố Hải Dương thì có thể về sang tên chính chủ giữ nguyên biển này nhé. Thông tư 58, thông tư mới này, mới ra từ ngày 1/8 này, thì về cái biển này thì có thể giữ nguyên biển, chứ không phải lên biển 5 số nữa, mà có thể giữ nguyên được biển 4 số. Biển 4 số về tên chính chủ mình luôn, nếu mà bác nào vào trong là người của thành phố Hải Dương. Đây, người của Hải Dương. Đấy, xe rất là đẹp, giá hơn 300 triệu đồng một chút. Hơn 300 triệu đồng. Đó, xe 4-3 luồng điều hòa riêng biệt và túi khí an toàn thì là quanh xe anh chị nhé. Túi khí an toàn của nó là gồm có 6 túi khí an toàn quanh xe. Đấy, xe rất là khỏe luôn, BMW đây. Giá rất là ok. Đấy, bộ kép hai bên này nhìn rất là thể thao luôn, cảm biến lùi đầy đủ nhá. Những dòng BMW này thì dòng 5 series này nó rất là khỏe, động cơ rất là khỏe luôn. 4 bánh này, la răng này, la răng độ lên anh chị nhá, rất là ok luôn. Đó, sơn xí rất là đẹp. Đây, để bác nào quan tâm đến con BMW này thì alo cho em nhé, theo số điện thoại là 0358 286 286, em Quang Hải Dương. Đó, giá rất hợp lý cho anh chị nào mà thiện chí, giá cực kỳ hợp lý cho bác nào thiện chí luôn. Đó, tiếp theo này, BMW 320i sản xuất năm 2008. Đấy, đăng ký năm 2009, tên tư nhân biển Hà Nội này, động cơ chỉ có 2.0 thôi, 2.0 số tự động dẫn động cầu sau, nhập khẩu nguyên chiếc của Đức, đăng kiểm đến tháng 8 năm 2021. Đấy, xe thì vẫn còn nguyên zin tất cả mọi người nhá, nội thất nguyên zin và giá tiền rất ok thôi. Đấy, 340 triệu đồng. Đấy, có bớt cho bác nào thiện chí nhá. BMW này. Đấy, con này thì động cơ nó rất là ok luôn, động cơ chỉ có 2.0 thôi, bằng chiếc Honda Civic, rất là khỏe và nó dẫn động cầu sau thì nó khỏe hơn Honda Civic rất là nhiều. Ghế da nguyên bản theo xe, 3 luồng điều hòa riêng biệt. Đó, túi khí an toàn quanh xe, nhập khẩu nguyên chiếc của Đức, rất là khỏe luôn. Đó, cực kỳ là khỏe anh bác nhá. Đó, xe order được hơn chục vạn thôi.
BMW 320i. Con này em đã có video chi tiết rồi. Nếu bác nào quan tâm thì cứ alo cho em theo số điện thoại là 0358 286 286 em qua Hải Dương nhá. Em đã có video chi tiết ở trong kênh của em rồi. Đấy. Bác nào quan tâm thì em sẽ gửi video chi tiết qua Zalo cho. Xe rất là đẹp rồi. Form dáng rất là thời trang. Đấy, thể thao. Tên tư nhân biển Hà Nội, bác nào Hà Nội về thì chỉ là giữ nguyên biển sang tên thôi. Bác nào ở thành phố Hồ Chí Minh thì sang tên không bị mất 20 triệu tiền biển đâu anh chị nhá. Đấy, vì con này nó là gốc Hà Nội rồi. Form dáng rất là đẹp luôn. BMW 320i chị nhá. Dẫn động cầu sau đây. Gầm bẹ rất là khô luôn. Đó. Tiếp theo này là mẫu mẹt E240 sản xuất năm 2004 chị nhá. Tên tư nhân biển Hà Nội, một chủ sử dụng từ đầu, đã rút hồ sơ gốc Hà Nội, một chủ sử dụng từ đầu anh chị nhá. E240 động cơ là 2.6 V6 số tự động. Đó, tông màu đen này thì cái dòng mẹt E ấy, thì nó là option của nó rất là nhiều. Dòng mẹt E ấy, thì option trong nội thất rất là nhiều và ngoại thất nữa anh chị nhá. Nếu mà ngoại thất thì chúng ta đơn giản chúng ta đã nhìn thấy xi nhan bao rẽ tích hợp trên gương. Thứ hai là cảm biến tiến, cảm biến lùi đầy đủ hết. Đấy, thứ ba là rửa đen. Rửa đen đấy chị nhá. Đấy. Rửa đen nó tỏa sang hai bên. Đó. Đèn bi xê lông. Anh chị nhá. Rất là đẹp. Đầy đủ hết những cái tiện nghi. Đấy thì xe thì trang bị của nó là 4 bánh phanh đĩa này, la răng đúc đủ 4 bánh, ABS đủ 4 bánh luôn, cân bằng điện tử. Đấy. Gương chiếu hậu, cường gương chiếu hậu này thì là nó có những chức năng ví dụ như xi nhan bao rẽ này. Đấy, cụp xe khi chúng ta là vật cản hoặc là chỉnh mặt gương đa hướng anh chị nhé, đầy đủ hết. Đó, sơn chi rất là đẹp này, tên tư nhân. Đây, dàn lốp thì dàn lốp là dàn lốp mới tinh rồi, chủ xe mới thay. Đây, dàn lốp mới tinh anh chị nhé. Đây là các anh nhìn này, tăm bông còn nguyên này. Đó, thì cái mẫu E240 này đang được bên em bán mức giá là 250 triệu đồng. 250 triệu đồng là bao vận chuyển toàn quốc rồi. À, bác là cái mẫu xe này ấy, thì là về sẵn vào tên thôi, không phải làm bất kỳ hạng mục gì cả. Đã rút hồ sơ rồi anh chị nhé. Sẵn vào tên. Đó. Nội thất của nó anh chị nhìn này. Nội thất của nó là có ghế da bò nguyên bản theo xe. Đấy. Rèm che nắng này. Anh chị nhé. Da E240 thì là phải nói là option trong nội thất nó quá là nhiều. Ví dụ như là riêng là điều hòa thì nó đã có 2 luồng trước và 2 luồng sau, gọi là 4 luồng điều hòa riêng biệt cho 4 người. Đấy, túi khí an toàn của nó là gồm có 6 túi khí an toàn. Đấy, cửa gió điều hòa, đây chị nhá. Quanh xe luôn, có nghĩa là cái nhiệt độ trong xe lúc nào cũng rất là ok. Gạt tàn thuốc lá này. Đấy, rèm che nắng này. Đấy, rèm che nắng đây nhá, 4 kính chỉnh điện auto. Và tất cả táp lô, táp ly của nó đều bằng nhựa cao cấp này. Đấy, vân gỗ cao cấp, da xịn nguyên bản. Đấy, da xịn nguyên bản đấy chị nhá. Chỉ với 250 triệu đồng thôi. Đấy, xe thì nếu mà trang bị thì ghế của nó là chỉnh điện 3 vị trí này, như cái chỉnh điện 3 vị trí này, gương kính cụp xe đầy đủ này, ghế chỉnh điện này, 4 kính chỉnh điện auto, cốp mở điện anh chị nhá, anh chị nhìn này. Đó. Cốp mở điện. Đấy, khi chúng ta kéo vào đây. Đấy, lên cái nút đỏ này thì nó sẽ mở. Vô lăng tích hợp chế độ rảnh tay, nghe gọi và tất cả những cái gọi là điều hưởng điều chỉnh ở trên đồng hồ táp lô. Và thứ hai là nó có đèn auto này, đèn auto rửa đèn ở đây nhá. Ga tự động cruise control ga ở đây. Đấy, cảm biến nhiệt độ, cảm biến ánh sáng ở đây. Đó, và có cảm biến gạt mưa. Khi chúng ta cảm biến gạt mưa ở đây, nút tròn tròn ở giữa này. Đó, rất là hiện đại luôn. Rất là nhiều những tính năng tự động, gọi là tính năng auto anh chị nhá. Đấy. Điều hòa của nó là điều hòa auto, đầu CD 6 đĩa và một cái đĩa đơn ngoài nó là 7. Đấy, đầu CD 6 đĩa nó của nó ở đây. Đấy, bấm vào đây thì nó sẽ lẩy lên. Đấy, ESP cân bằng điện tử đầy đủ hết anh chị nhá. Cân bằng điện tử và âm thanh của cái dòng mẹt này thì nó phải nghe đẳng cấp vô cùng rồi. Đấy, riêng là cái dòng mẹt thì nó là âm thanh của nó thì khó những cái xe Nhật, xe Hàn hoặc là những xe nào mà nó không gọi là không trang trí nhiều về xe ấy, thì là âm thanh không bằng con này được. Ghế da bên phụ đây các bác nhé, da nguyên bản theo xe từ ngày mua mới đến bây giờ này. Đấy, các bác nhìn này, rất là đẹp, không sờn, không bóc, không vỡ này. Đây, vân gỗ chạy quanh nội thất luôn, những cái đường vân gỗ là các bác ngồi bên trong thì rất là sang trọng luôn anh chị nhé, cực kỳ là sang luôn. Đó, rất là đẹp, cực kỳ đẹp. Đó, rất là ok luôn. Cửa gió điều hòa tất cả mọi thứ này, nguyên vẹn, nguyên bản. Đó, cực kỳ đẹp. Giá 250 triệu đồng. 250 triệu đồng quý vị nhé.
Anh chị nào quan tâm thì cứ alo cho bên em. Đấy, cốp rất là rộng luôn, cốp lỉ, bình ắc quy hay lốp dự phòng, quýt lốp đầy đủ hết. Đó. Rất là ok. Giá chỉ có 250 triệu đồng thôi. Đấy, cả biến nùi thôi anh chị nhá. Trước từ sau. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến cái mẫu mẹc C240. Thì mẫu mẹc C240 này thì là sản xuất năm 2004. C240 sản xuất năm 2004, đăng ký năm 2005. Thì xe thì cũng trang bị khối động cơ giống hệt mẫu mẹc E240 kia. Đó. Giống hệt mẫu mẹc E240 kia, động cơ V6 2.6 số tự động, hộp số như nhau anh chị nhé. Nó chỉ form dáng của nó là bé hơn mẹc E240, option nó ít hơn một chút. Thế xe thì cũng trang bị rửa đèn, nhưng mà không trang bị đèn bi xe lông. Đó. Tông màu bạc nhé. Cái mẫu xe này thì đang được bên em bán với mức giá là 185 triệu đồng thôi. 2.4 form mới rồi. Đấy, mẹc E240. Rất là đẹp, cực kỳ đẹp, đã có video chi tiết. Nên là bác nào thích thì em sẽ gửi video chi tiết cho. Đó. Đây nhá. Nội thất da này. C240 2004 form mới nhá. Đây nội thất da nguyên bản luôn. Đấy, da xịn, da sạch, da xịn luôn. Đây form mới này, đã lên đài mới này. Đồng hồ tắp lô mới này. Đấy. 2004 đăng ký 2005. Đây. Nội thất da đây, rất là đẹp. Đấy, 185 triệu đồng. 185 triệu đấy anh chị nhá. Form dáng rất đẹp. Đó, cũng bốn bánh là phanh đĩa này. Đấy, làm bằng đúc bốn bánh ABS cũng bốn bánh luôn. Đấy, cân bằng điện tử đầy đủ hết. Đấy, và thứ hai nó là cua lốp bằng lỉ nhung. Đấy. Cách âm rất là tốt. Gầm bệ con này thì nó rất chắc, gầm bệ thân vỏ cực kỳ chắc luôn. Đó, rồi các bạn nhìn nhá. Rất là đẹp. Táp ly à. Túi khí an toàn, các bạn nhìn nhé, tắp ly của nó rất là hiện đại luôn. Này, các bạn nhìn này. Đấy, toàn da đó, phanh nhôm này. Đấy. Rất là đẹp. 185 triệu và đã có video chi tiết ở trong kênh rồi. Đấy, anh chị nào có tâm mẫu mẹc C240 này thì alo cho em nhé. Em sẽ gửi video chi tiết vào Zalo cho. Đấy, thì bây giờ sẽ chuyển sang xe Hàn này. Xe Hàn Chevrolet Cruze sản xuất năm 2016 này. Tên tư nhân, động cơ 1.6 số sàn, tên tư nhân biển thành phố Hồ Chí Minh. Là một cái mẫu xe này thì em cam kết với anh chị một điều là đây là một chiếc máy zin, không tai nạn đâm va, không ngập nước. Đấy. Nguyên bản với cái tông màu bạc và xe đã lên rất là nhiều đồ chơi. Và cuối năm 2015 thì Chevrolet Cruze đã chuyển lên thế hệ form mới. Thì các bác nhìn cái phần đầu của xe thiết kế thay đổi rất là nhiều, rất là sang luôn. Đấy, mà giá tiền thì đang được bên em bán mức giá rất là hợp lý thôi, 338 triệu đồng. Đấy, giá trên là đã bao gồm phí rút hồ sơ tới chị nhé. Thì cái mẫu xe này thì bên em có làm trả góp. Đấy, Chevrolet Cruze này sản xuất năm 2016 này, 338 triệu thì bên em có làm trả góp anh chị nhé. Có làm trả góp cái mẫu xe Chevrolet Cruze này. Nên anh chị nào quan tâm thì alo cho em. Alo cho em anh chị nhé. Đăng kiểm còn rất là dài, tháng 10 năm 2021. Đây chị nhé. Tông màu bạc rất là đẹp. Nội thất của nó đây. Đấy. Điều hòa auto này, đấy, đèn pha auto. Túi khí an toàn, màn hình Android rất là to. Đấy, vô lăng tích hợp chế độ rảnh tay. Nội thất da. Đấy chị nhá, cực đẹp. Đó. Đây là có còn nửa chỗ cổng cắm dây OX ở đây. Đó. Nội thất da này rất là đẹp luôn. Form dáng đẹp, bốn bánh phanh đĩa động cơ 1.6 đó, cảm biến lùi, camera lùi đầy đủ. Chevrolet Cruze sản xuất năm 2016 nhá, có làm trả góp. Cháu không biết chút điện thử cho nó là bốn kính chỉnh điện này, gương cụp xe đầy đủ điện anh chị nhá. Đó. 338 triệu đồng. Đã có video chi tiết ở trong kênh rồi. Các bác nào thích thì em sẽ gửi video chi tiết vào cho. Đấy, mẫu xe mà form mới này.
có làm trả góp đấy, hỗ trợ bánh hỗ trợ về xe tầm khoảng 70-80%. Tiếp theo là mẫu Camry sản xuất năm 2003, Camry 2003 này, động cơ 2.4, số sàn đấy. Số sàn đấy chị nhé, máy zin, số zin luôn, con này là máy zin đét đẹp luôn. Nó vào chưa chú? Chú ngồi nhà đợi thôi chứ. Form dáng rất là đẹp. Được rồi nhá. Camry 2.4, số sàn màu đen. Đấy. Tên tư nhân biển Bắc Linh. Thì mẫu này đang được bên em bán mức giá là 255 triệu đồng bao rút hồ sơ và vận chuyển toàn quốc nhá. Thì động cơ 2.4 số sàn đi rất là hay. Đấy. Bắt đầu từ cuối năm 2006 thì ở Việt Nam sẽ không còn Camry số tự động, à không, cuối nhầm, cuối năm 2006 trở đi thì ở Việt Nam thì sẽ không còn Camry đấy, số sàn nữa mà toàn là số tự động thôi chị nhá. Sẽ không còn số sàn nữa. Đấy, cuối năm 2006 thì đã lên form mới rồi. Vì từ đó đến bây giờ thì toàn Camry số tự động thôi. Đấy. Toàn Camry số tự động thôi. Nên các bác nào mà thích hoài cổ là đi số sàn nó rất là hay, rất là khỏe luôn. Cực kỳ khỏe luôn. Đó, chết, sắp mưa rồi. Đó, tiếp theo này. Thì mẫu này là 255 triệu nhá. Đã có video chi tiết ở trong kênh rồi. Đấy, có một bác đang xem xe thì cứ để cả bác xem. Không giới thiệu nhiều. À, tiếp theo này mẫu mẹt C200 sản xuất năm 2008 nhá. Thì cái mẫu này thì đang được bên em bán mức giá là 340 triệu đồng. 2008 C200 thì máy conversion động cơ 1.8 thôi, máy 1.8 số tự động. Rất là tiết kiệm nhiên liệu, cái dòng mẹt C này thì đồ nó rất là rẻ. Đấy, đồ đạc thay thế rất là nhiều và rẻ luôn. Cực kỳ nhiều và rẻ. Đấy. Xe trang bị cũng có rửa đèn này, đèn bi sơn lông, đấy, cảm biến tiến, cảm biến lùi đầy đủ anh chị nhá. Mặt ga lăng này. Thì, cuối năm 2007 thì đã lên form mới này. Cuối năm 2007 đã lên form mới chị nhá. Tông màu xanh rêu, đăng kiểm đến tháng 7 năm 2021 và biển cũ nó đây. 30A90144. Xe thì trang bị là có 6 túi khí an toàn, số tự động, đầu CD 6 đĩa anh chị nhá. Đấy, xe thì trang bị là 2 luồng điều hòa tự động này. Đó, điều hòa tự động. Vô lăng cruise control ga tự động, đấy, đèn pha tự động, cân bằng điện tử, kéo rem, đầu CD 6 đĩa, ESP này. Đó. Đầy đủ hết, nhiều tính năng rất hay, ghế chỉnh điện anh chị nhá. Ghế chỉnh điện này. Đây. Đèn mác nguyên bản. Con này mới order 10 vạn thôi. 10 vạn máy zin. Đấy, cam kết không tai nạn đâm va, không ngập nước. Ghế sau đây của nó như mới luôn. Xe chạy 10 vạn đấy nó khác. Đấy chị nhá. Rất là đẹp. Form dáng cực đẹp luôn, nội thất của nó dòng Mercedes rất là hay luôn. Đèn pha tự động này, cruise control ga tự động này, vô lăng tích hợp chế độ rảnh tay. Đấy, xe order được 10 vạn nhé, 10 vạn 5 nghìn. Đấy, 10 vạn rưỡi. Giảm lốp như mới luôn. Đây, anh chị nhé. Michelin, 4 bánh phanh đĩa, la răng đúc nguyên bản trong xe. Sơn xi rất là đẹp luôn, cảm biến lùi này. À, cảm biến tiến. Hay. 340 triệu. Đã rút hồ sơ, giá trên loại bao vận chuyển rồi. Và bác nào quan tâm thì alo cái mẫu Mercedes 200 này cho em nhé. Theo số điện thoại là 0358 286 286. Về đây ra xem tiếp khách à. Khách đấy nha. Rất là nhiều xe anh chị nhé.
240. Thôi, còn hai mẫu xe này thì em sẽ giới thiệu sau anh chị nhá. Thì hẹn gặp lại tất cả quý vị anh chị và các bạn theo những video lần sau. Đó, hẹn gặp lại tất cả quý vị anh chị và các bạn theo những video lần sau nhé.